Đầu tiên là chúng ta sẽ vào setting. Setting như này, kéo hết cơ lên, xong ở bên dưới có phần account và đồng bộ, được chưa? Rồi AIMC này là chúng ta sẽ nhập cái email chúng ta add account ở đây. Nhưng mà trước khi làm nhớ phải là đăng nhập wifi có tín hiệu nhá, và Google, xong rồi chúng ta nhập vào đây. Cái máy này chẳng qua là tôi nhập rồi nên bây giờ nó có sẵn rồi, nên anh em có tài khoản mới nhập tài khoản vào đây. Đấy, đây là nhập email đây, sau đó nhập sau unlock xong để tiếp tục nhập password. Vâng, và sau khi có tài khoản Google rồi thì chúng ta sẽ vào gian hàng của Mi Store. Đây, bây giờ tôi đã cấu hình toàn bộ này cho nó rất là gọn gàng rồi. Nó rất là gọn gàng, đây gồm có video call tin nhắn này, web này và cái chụp ảnh. Tôi sẽ đào thêm cái chôm ở đây. Và chúng ta sẽ vào đây này, vào Mi Store, gian hàng đặc biệt của Mi Store. Vào đây, sau đó chúng ta sẽ gõ là gì nhỉ? Google Store, Google Insta. Vậy gì? Đây không phải, đây này. Get app, đây vào phần này get app. Khi giao diện cài lên nó sẽ có sẵn cái get app này. Chúng ta gõ vào đây là chúng ta Google RLE Insta. Đây, nó sẽ ra Google Play. Chúng ta download cái này về là sẽ có Google Play. Xin chào anh em. Thì hôm nay mình làm cái video để hướng dẫn cho anh em về những cái máy đời cao của Xiaomi hay những cái máy sách tay ở nước ngoài về ấy. Những máy hệ sử dụng hệ Android thì họ đầu tiên là họ đã khóa toàn bộ các ứng dụng của Google Play vào. Thế bây giờ làm cách nào chúng ta có thể cài ra sử dụng những chiếc máy, đa phần là những chiếc máy sách tay thì không bán thị trường Việt Nam làm đầu, hầu như tất cả các máy đều là máy chơi game cấu hình khỏe và tốt, rất là tốt. Đây, anh chị đầu tiên chúng ta sẽ bây giờ hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn cho anh chị có thể đăng nhập tài khoản Google, sau đó sẽ tải Google Play, Set Play, tức là cái gian hàng của nó về, gian hàng của nó để mình đào các app về, sau đó chúng ta lại tiếp tục cài bàn phím rửa bát tiếng Việt vào nhé. Anh em cùng xem mình đây. Đây thì chúng ta sẽ đây, đầu tiên là chúng ta sẽ vào setting như này, kéo hết cơ lên, xong ở bên dưới có phần account và đồng bộ, được chưa? Rồi AIMC này là chúng ta sẽ nhập cái email chúng ta add account ở đây. Nhưng mà trước khi làm nhớ phải là đăng nhập wifi có tín hiệu nhá, và Google, xong rồi chúng ta nhập vào đây. Cái máy này chẳng qua là tôi nhập rồi nên bây giờ nó có sẵn rồi, nên anh em có tài khoản mới nhập tài khoản vào đây. Đấy, đây là nhập email đây, sau đó nhập sau unlock xong để tiếp tục nhập password. Vâng, và sau khi có tài khoản Google rồi thì chúng ta sẽ vào gian hàng của Mi Store. Đây, bây giờ tôi đã cấu hình toàn bộ này cho nó rất là gọn gàng rồi. Nó rất là gọn gàng, đây gồm có video call tin nhắn này, web này và cái chụp ảnh. Tôi sẽ đào thêm cái chôm ở đây. Và chúng ta sẽ vào đây này, vào Mi Store, gian hàng đặc biệt của Mi Store. Vào đây, sau đó chúng ta sẽ gõ là gì nhỉ? Google Store, Google Insta. Vậy gì? Đây không phải, đây này. Get app. Đây, vào phần này get app. Khi giao diện cài lên nó sẽ có sẵn cái get app này. Chúng ta gõ vào đây là chúng ta Google RLE Insta. Đây, nó sẽ ra Google Play. Chúng ta download cái này về là sẽ có Google Play rồi.